đến với trang g2a.com để có thể mua được những game bản quyền với giá cả phải chăng. Hello, xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với Tomb Raider. Chúng ta tiếp tục với phần trước. Sau một thời gian dài mình chơi game này thì gần đây mình mới up cái clip lên và mình thấy rất là nhiều người bảo mình bỏ lỡ rất là nhiều cái Tom. Thì hiện tại mình không di chuyển được giữa các nơi nữa, các gọi là các cái mộ cổ ấy. Mình rất xin lỗi vì đến hiện tại thì mình không quay trở lại nữa. Mình mong mọi người thông cảm. Bây giờ mình chuyển được các cái loại tên nữa rồi đúng không? Bây giờ là tên lửa và tên nổ, khá là kinh. Bây giờ mình có thể dùng tên để mình phá nát giáp của chúng nó, khá là ổn. Thì vẫn rất là xin lỗi vì đã bỏ lỡ rất là nhiều thứ như thế. Nhưng mà thôi thì dường là họ sắp hết game rồi, chúng ta làm cho xong game đi nhỉ. Mình không di chuyển cả, tự di chuyển. Sam! Sam! How to cứu Sam bây giờ. Ok, oh shit. Cái gì kìa? Tại sao lại có cái... mình phải đi xuống như này. Rồi xong rồi chúng đánh nhau loạn cả lên kìa. Mình không biết. Cái gì đây? À, đạn. Chuẩn bị đánh nhau rồi đấy. Thế đây là chuẩn bị đánh nhau đấy. Tên này, tên lửa đây. Ok. Không phải tên lửa nhưng mà tên bom. Ui dồi, gió to thế. Gió mùa đông bắc. Mưa rào rải rác, có lơi có rông. Nhiệt độ từ... lập... ôi rồi ơi, 69 đến 96 độ. May quá, ra xuống được rồi. Mình cứ... ôi xong rồi, vẫn đau à. Oh no. Thôi xong rồi, cả họ, cả hàng, cả hốc nó ra hết rồi. Thôi xong rồi rồi. Xong tôi chặt rồi. Ui rồi. Mình đừng bao giờ về đánh nhau trong này nhá. Ôi không vui rồi. Oh god, no. Không, cảm ơn đừng. Ui rồi. Xong rồi. Xuống. Mày. Ok. Đã phải dùng súng rồi. Mày. Không. Nope. Sao lại có thằng này ở đây? Ok. Oh no. Tại sao? Mình bị. Ok. Thì... còn mày nữa đây. Ôi. Ô rồi đâu đây. Ôi cái gì đấy? Cái này là bom à? Fuck. Ra bom đấy. Ok hiểu rồi. Giờ mình phải đi đường nào đấy? Cái vấn đề là mình phải đi đường nào, mình không biết là mình phải đi đâu nữa. Đâu? Ô có tên này hay quá. Shit. Oh no, hay quá. Có đường đi lên rồi, cảm ơn nhá. Nó không biết là dần lên đây, giờ lên kiểu gì nhưng mà thôi. Chúng mày đã giúp tao thế rồi, tao không lắm. Ok. Kill. Xong rồi, shotgun thôi. Ok. Fuck you. Oh shit. Đây là tốt nhất này. Thế này là tốt nhất nha. Chúng mày đâu hết rồi. Đông lắm. Fuck you. Mày. Ôi dù sao bay kích vậy. Mày, ok. Oh shit. Ok, mình phải lên trên này cái đã. Ê, xin lỗi. Oh god. Có một thằng đang lên. Bắn đây nào. Rồi, ok. Ok. Có chết chưa? Ui. Ui giời, giật cả mình. Chúng mày làm tao giật mình á, không phải tao làm gì chúng mày đâu ấy. Ôi giặc. Ôi rồi shit. Oh no. Đừng có làm thế, làm ơn. Mày bắn tên cái gì vậy? Ôi dồi ôi, giật cả mình. Ai ôi. Đau.
Ồ, shit, bắt đầu hết đạn các kiểu rồi đấy. Ai gây được. Ok, chạy nhanh đi, lên trên này nhanh. Ủa quá. Ủa, không lên à? Mình phải lên đường nào? Mình vẫn nghe tiếng chúng nó đang đến. Phải có đường nào khác chứ. Có đạn này. Ủa, làm sao để giang đấy được bây giờ nhỉ? Mày làm gì? Giật cả mình. Được rồi, xong. Fuck you. Ai. Làm sao? Có chuyện gì xảy ra đấy? Sao mình không di chuyển được? Oh, hết gió à? Mấy cái là sao tôi không hiểu lắm. Đây. Đây rồi, ok. Ok. Giật ạ. Oh, mình chỉ giật thế thôi à? Tức là mình cần phải giật cái bằng cái máy xoay ra. Ok. Đó hết rồi. Ui dồi. Ồ, thôi, đây rồi. Anh ý đây rồi. Oh god. Ui dồi. Ôi. Mình cứ tưởng mình phải đánh nhau với nó. May quá, không cần phải đánh nhau. May thế. Không sao. Không cần đánh nhau, tốt, mình cũng không muốn đánh nhau thì nó nhau. Cảm giác đánh nhau nó là cả vấn đề đấy. Nhiều đạn quá. Tự nhiên cửa đóng, kinh quá. Đấy cái nào. Ok. Bây giờ thì con bé Sam nó đang bị bắt ở đâu đâu. Mở cửa ra. Có sách này. Nope, dài quá. Fuck ạ. Nice. Đấy, rồi sao? Ủa kia to to tàn thịt. Kinh đấy. Sốt cà chua. Lên. Rồi mình xoay cái này. Đúng không? Mình thế từ ngoài đây chả có cái này, còn chả làm gì xoay. Và nó mở một cái lỗ xuống cái chỗ chết chóc kia. Ok, mình thấy mọi thứ rất là ổn ấy. Có cái gì trong này đấy, mình không để ý này. Cái gì? Một hòm nữa này. Có gì đây? Có cái gì đây? Có gì trong này? Cái cung bình trông to. Bình này. Bình này là bình để chôn kiểu cho của người chết đấy. Chắc mình nghĩ thế. Mình sao mà không biết đi đường đâu rồi. Rồi. Tại sao lại phải hai cái như này nhỉ? Cái này thì... What the fuck? Cái đấy để làm chi? Tôi hơm hiểu. Mình không nghĩ mình sẽ phải cần chui vào cái lỗ đấy nhưng mà kéo. Rabio vậy. Ok, tôi hiểu rồi, Rabio rồi. Ok. Tốt quá, qua đường đây. Có thể là để xem nào. Ok. Sao? Oh! Wow! Tôi hiểu rồi. Phần xưa là như vậy. Ok. Thế mà mình có quay lại giờ. Trời ơi, how the fuck I can't do this jump. Oh my god, mình khôn quá, ai nhồn. Mình khôn quá. Khôn kinh lên được vậy, khôn kinh lên được vậy. Khôn vải nhồn. Ui, lên. Thề. Kiểu mệt quá, đâm ra là nó khổ thế. Kéo lên. Rồi và nhảy lên đây nào. Rồi ok, mệt. Xuống. Và như chưa có cuộc chia ly. Nào, giờ chúng ta làm gì? Đền thần. Nữ hoàng mặt trời.
chosen priestess enters the monastery. Okay. And she's given your power and becomes the new queen. Mm-hmm. Wait a minute. Many have given up their souls willingly for this gift. Now the first and last queen lives a half-life, a soul in a decaying body. Vessels. What? It's not transferring power, it's transferring a soul. All these queens, they're all you, Himiko, first and last. Oh God, and now you want Sam. Chuyển linh hồn giữa thân thể của người này sang người khác. Làm sao giờ, mình làm sao? Sam, a vessel for the queen's soul. I've got to stop this madness. Nó cần thân xác của một đứa nào đấy để nó chuyển nó thành người tiếp theo, kiểu nữ hoàng mặt trời tiếp theo. Chỉ có một nữ hoàng mặt trời từ trước giờ thôi, và nó hiểu rồi. Sao đây là mấy cái thằng thần gió thần bão đứng canh cho canh chuồng cho con này. Lara không được di chuyển nhanh giữa sau cái này. Tức là cái này là cái cuối cùng đấy. Thế mình có thể chọn những cái cũ này. Ok, có cái Tom này. Tom này thì có Hunter Cam. Nhiều cái phết. Có mấy cái Tom cũ nhưng mà xa quá, mình kiểu lười vãi. Quay lại lười vãi. 1/2 này. Xung quanh có nhiều Tom phết. 1/2, 0/1, 0/2, 0/2, nhiều thế. Giờ mình thấy mình nhiều, bỏ lỡ nhiều vãi. Ok. Theo mình không biết là mình có nên quay lại để ấy không ấy, xem mấy cái Tom không ấy, nhưng mà mình chủ yếu chơi vì cốt truyện hơn ấy. Mình đang suy nghĩ thôi, cứ quay lại làm một cái đi nhỉ, để cho mọi người đỡ phải chửi mình nhiều. Ok, để xem nào cái này đi. Yes, vì mình có thể quay trở lại đây được mà. Sau cái đấy thì mình mới không di chuyển nhanh cả thôi, mình có thể quay trở lại đấy được. Tại mọi người cứ đòi kiếm lăng mộ. Thôi kiếm lăng mộ vậy. Sao để kiếm map xem được cái lăng mộ gần đây nhỉ. Yep, theo mình nhìn thấy là chỗ này có một cái lăng mộ này. Ok. Thì theo nó ghi là như thế, có vẻ chỗ này thì vậy. Bây giờ có cái chỗ lỗ một con kia đúng không? What cookie? The fuck, ừ nào kia. Oh shit. Thế sao có mấy thằng này ở đây này? Bọn này đã chiếm được cái chỗ này của mình được à? Mày. Cung của mình giờ mạnh nỗi mà kiểu cho phát chết luôn ấy. À, bây giờ thì cái hướng nào là cái hướng mà có cái mộ đâu? Cổ mộ đâu? Theo hướng kia. Ok, ở tít kia cơ mà. Vãi. Ok, thế thì quay trở lại chỗ đấy. Đây này. Ok. Tiếng đó, tiếng đó. Nào thì xuống dưới cổ mộ nào. Khám phá lăng mộ cổ nào. Đúng ý nghĩa của cái game này luôn. Đen xì, đen xì xịt. Đi hót à? Đi hót rồi. Hello. Kiểu mình muốn end game cho nhanh ấy, nhưng mà có bạn cứ bảo mình không chịu tìm mấy cái này, bỏ lỡ qua bao qua bí mật thôi. Nào thì bí mật là ok. Z. Ui, xuống. Ui. Cái bí mật thì mình chịu, cái bí mấy cái bí mật kiểu đồ nhặt gọn gọn đất ấy, mình không nghĩ mình nhặt được mấy cái đấy. Hay vì khó tìm, nó là kiểu mọi người bảo dùng quy nhiều để mình chú ý mà.
Tôi lười. Handmaiden. Ok, mình có thể nâng cấp được cái gì ở trong này nào? À, tên mình còn nâng cấp được cái gì không? 8 trên 10 thôi, mình vẫn còn nâng cấp được cái này. Nhưng mà cần 600 với cả 300 cơ mà. Từ từ. Ok, 600 với 300 tiếp đã. Nào, bây giờ thì cho mình nhìn thấy được cái này nó có liên quan đến cái này rồi. Được sao? What are they doing here? What are they doing here? A kind of fishery. Whee. Ok. Mình không biết mình đang cố làm cái gì à, nhưng ok. Xem nào. Lấy được tên rồi nhá. Cái này là liên quan về một cái gì đấy. Không biết là để làm gì. Theo mình nhìn thì mình cần phải nhảy lên trên, đi lên trên này chứ đã. Ok. Ui. Rồi. Xong là làm sao để kéo được cái này sang. Và How làm sao để mình làm được cái vụ này bây giờ. Mình không nghĩ là cái kia liên quan gì cái này. Có liên quan. Thế thì cái này thì liên quan cái gì. Làm sao để mình có thể nhảy vào sang bên đấy. Đấy mới chính là câu hỏi. Cái gì đây? Đây là cái chi đây? Vậy thì nó sang đây rồi thì làm sao? I get it now. Ok, I get it now. Thank you, VW. Cấp chiêu. Nhưng cơ có đi vào trong này đâu? Không. Cái vấn đề là làm sao? Kéo đây sang. Thời gian khá là nhanh ấy. Làm sao để căn, làm sao để nhảy lên cái dây kia. Thôi rồi. Quá chứ. Phúc. Nó đi đúng một vòng về đây luôn. Ok, cảm ơn. May quá. Ok, vậy mình vẫn có cơ hội để làm được. Mặc dù mình phải làm gần như tất cả mọi thứ. Có vẻ hơi mệt trong vụ căn khủng ở đây. Mình là mình tệ mấy vụ căn lắm. Đấy, đúng rồi, đấy. Ok, rồi kéo cái này sang đây. Sứt. Rồi đây, sẽ sang đúng không? What the fuck? Sao? Ok. Tại sao? Tại sao mày lại không vỡ được cái quen? Tại sao là Lara Croft? Oh God, why? Mệt đấy. Hùa. Kéo sao? Ok. Nếu mình may mắn thì. Rồi, không cần cái dây đấy. Hóa ra là không phải dùng cái dây đấy mà nó quay sang này để sang đây. Đúng, cái dây này chả liên quan. Cái dây là có liên quan đấy chứ. À, để mình trượt ra ngoài sau. God. Mình lại cứ tưởng cái đấy để leo vào. Rồi ạ. Boss. Biết là hay rồi, biết là kinh rồi. Yeah, 529 và wi. Yeah. Ok. Thế là chúng ta xong được cái thứ hai. Và cái này nó không cho phép mình di chuyển nhanh, bắt buộc phải ra ngoài ra ấy. Cái này đi. Có cái rifle expert này. Shotgun expert này. Mình sẽ chọn rifle expert tại vì đấy là không. Ok. Ok. Rồi, đi tiếp. Ui. Chúng ta sẽ thom raider luôn, đúng làm thom raider luôn. Ui. 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 Ui.
Ồ, mình giật mình thấy cung mình cứ tưởng là kiểu có ai đang đi ra chỗ mình, sợ đấy. Thế cái lúc mình chạy cho nhanh mình phải nhảy cho nhanh ấy, khổ á man. Ồ, map update à, mình 22 rồi đấy, ok chỗ này là xong rồi đấy. Nhưng mà còn một đống các cái kiểu bí mật nữa là mình chịu. Đấy cả My Sweeper kiểu Ken Raider. Khiếp nhiều thế rồi. Nhiều thật đấy. Cam là 4 rồi này. Relic là 5/6, còn một cái chưa lấy được. GPS cache vẫn còn một đống này. Rồi, nhiều thế. Gosh. Ít nhất nó có đánh dấu cho mình lên bản đồ ấy, không thì mình cũng không tìm được mấy cái top form. Sao ấy, ông tôi không biết là mấy ông muốn cái gì nhưng mà chắc là muốn lửa. What? Nổ không nổ thế thì đây chăng. Thế thôi hả? Wow, đơn giản chỉ là phá bom thôi. Gì ồ, 1/10 quả. Ừ, thế thì cứ ngồi đấy mà đợi 9 quả còn lại, cứ ngồi đấy mà đợi nhá. Có cái nhìn ta đi tìm mấy 10 quả bom này gì, chỉ để ngồi phá cho accept. The fuck, điểm khác đấy. Fast travel Tom Raider. Bây giờ chỗ này là xong rồi nhá. Thế thì chỗ này không có, chỗ này không có. Chỗ này có nhưng mà mình chưa tìm thấy. Ok, đây thì quay đây. Hoặc là có thể mấy cái chỗ kia nó có nhưng mà do mình không chưa nhìn thấy được ấy, thế nên là nó chưa có luôn. Chưa có cái trên bản đồ luôn, chưa xuất hiện trên bản đồ luôn. Đây là đâu? Chúng ta cần phải tìm cái chỗ đấy đi đâu. Xem nào, bật tab lên xem map nào. Theo mình cần tìm thì về cơ bản trong chỗ này phải có một cái nhưng mình bỏ lỡ, mình không tìm thấy đâu. Ok, thế mình sẽ phải đi tìm. Ồ, oh, phải đi tìm à. Ồ, oh, tại sao không đơn giản là mình chỉ... Ồ, oh, đây rồi. Ok. Không, nào thêm thế cũng được. Tôi không phải là tôi đang mắc gì cả. Nếu mà tìm được nhanh thế rồi cũng chả thắc mắc gì. Chẳng tốt. Ok, đi vào rồi. Không có gì hot trong này đâu. Tối om CNC này. CNC đây. Lố. Có ai không? Cho tôi hỏi. Nhà có ai không? Ok, có cái đền thờ của bọn Storm Gua. Fuck. Ok. Rồi đốt cái này gì đấy, chú gì? Đốt cái hô cao cái. Rồi sáng sủa lên. Lồi lửa lên em. Giờ thì mình phải đi lên trên này không? Ờ không, không có gì, còn một mai. Mình cần phải đốt lửa trước. Bom này, lửa này. Ok. Lửa này ok. Ui dồi, cái gì đấy? Hả? Mình nhớ mình chọn. Mình nhớ mình chọn tên lửa thường thôi mà sao nó nổ to vậy? Ồ, 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 tôi hiểu tại sao rồi. Ồ, tôi rồi. Hơi hiểu rồi. Ồ. Oh. Cái vấn đề nó khá căng thẳng đấy. Tại sao? Ta đang chọn lửa. What should we do? Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Bựa. Rồi, chạy nhanh. Auto chạy, ờ, chạy lên đây. Nhanh, tối quá. Rồi. Sao bây giờ? Làm gì vậy? Đốt cái lửa ở đây à? Ủa, mình rơi xuống kia rồi, đẹp rồi em ấy. Theo mình nhìn thì mình có phải... Có lẽ mình sẽ phải lên trên kia nhưng mà... How to lên mới là vấn đề. Làm sao để mình có thể lên đấy? Khi mà mọi thứ đen xì tối om thế này. Mình nghĩ là mình sẽ bắn vào đây chứ. Sổ lửa. Tiếp theo bắn vào... cái chắc đốt mấy cái này lên cho dễ nhìn cái.
tối quá. Còn cái nào không nhỉ? Cho mình nhìn còn một cái ở dưới này. Ok, hơi sáng một tí rồi nhưng mà chỗ kia có đá kìa. Ôi khiếp, tối thế. Không nhìn được cái gì cả. Help! Help, mọi người cố gắng tí chứ. Sao bây giờ nhỉ? Sao tôi nhảy lại bây giờ nhỉ? Mình căn bản là khó. Mình không đúng. Cay thật. Fuck. Rồi shit, phải bỏ xuống rồi. Làm sao để mình nhảy thật kia bây giờ? Fuck. Rồi bỏ xuống rồi. Tối quá mình không nhìn được quái gì à. Rồi bây giờ nó mới nổi lửa lên em kìa. Ok. Đây là lý do không chịu chú ý kỹ trước khi vào đây mà. Bản chất này nó tối quá. Không ai nhìn được cái gì. Đấy, mọi người nhìn tối om này. Họ tôi nhìn. Sống trong bóng tối này thì chịu à. Nào. Cháy lên hộ cái mà. Tối quá cơ. Lửa như không ấy. Nào có gì hot đấy không? Tối đây. Ui. Survival X. Tại sao mình không dùng cái... Không sao cả. Quên. Khổ. Quên cái vụ Survival Instinct. Toàn quên thôi. Ok. Bao nhiêu? Yeah, 210. Mòn. Rồi sao xuống đấy. Ew. Ui, tí nữa thì vỡ mồm. Giờ hao tôi xuống mới là vấn đề. Thôi đi thả xuống nhau nhanh. Đau quá. Rồi, đi. Quẩy lên đi. Thì chúng ta sẽ ra ngoài khỏi đây và chúng ta sẽ đi tiếp nơi tiếp theo. Nhiều vãi. Ok. Ê, không biết nhưng mà thôi thì coi như là mình đi cho kiếm cho đủ đồ rồi ấy, giúp mình thoải mái hơn trong việc đi giải quyết quét củng các kiểu thì giải quyết cái mấy cái thom ấy. Rồi có đồ. Tại sao mình nó lại bắt mình dùng quy à? Nhìn được cái gì? Đây hết rồi đúng không? Có một cái thom rồi đúng không? Ok. Yay. Bây giờ thì tiếp theo là để xem nào, cái này xong. Cái này là cái cuối cùng, cái đầu tiên từ đây cơ. Shit. Download the form có một cái này. Cái này cũng có một cái này. Cái này không có, Cái này có một cái này. Shit, nhiều nhỉ. Ok, thế mọi người xem là thấy thế nào? Nếu mà mọi người muốn thì mình sẽ đi, mình lột hết Tom từ đầu đến cuối. Còn nếu mà mọi người không thích thì để mình finish luôn cái game này từ cho nó nhanh, cho nó gọn gàng, nhẹ nhàng. Ok, chúng ta được cái Penetrating Arrow, bây giờ bấm xuyên táo được luôn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong video lần sau mình. Goodbye!